Tạm biệt các vị pharaoh, tôi sẽ đưa các bạn đi xuôi theo dòng sông Nin để đến với nền văn minh tiếp theo, cũng nằm dọc theo hai con sông, gọi là Lưỡng Hà. Đi giữa đường tôi mới nhớ sông Nin chẳng dính dáng gì với hai con sông này, cho nên mời các bạn xuống thuyền và đi bộ cùng tôi. Vùng Lưỡng Hà, Mesopotamia, nơi hai con sông Tigris và Euphrates giao hợp với nhau, đã sản sinh ra vùng đất Sumer, được xem là nền văn minh lâu đời nhất của nhân loại. Theo nhà Sum học Samuel Noah Kramer đánh giá, không một bộ tộc nào đã đóng góp vào nền văn hóa nhân loại nhiều hơn người Sumer. Có lẽ là nhà Ai Cập học nào đó cũng sẽ nói điều tương tự với người Ai Cập. Tôi không chắc chắn lắm về nhận định đó, nhưng tôi đánh giá cao chữ viết hình nêm của người Sumer hơn là chữ chó, mèo, chim, cú của người Ai Cập. Những chữ hình nêm này khá giống với chữ tượng hình ngày nay, và có lẽ là tôi sẽ không mất quá nhiều công sức nếu như bị bắt chép phạt bằng bảng chữ này. Tuy nhiên, người Sumer không chép chữ hình nêm trên giấy papyrus như người Ai Cập, mà khắc trên những tấm bia đất sét rồi đem nung trong lò. Bởi vì kỳ công như thế, cho nên chữ viết Sumer không dùng để ghi lại những câu chuyện vớ vẩn như bạn đang đọc, mà chỉ dùng trong các giao dịch thương mại, hóa đơn, thánh ca, lời cầu nguyện và đặc biệt là luật pháp, mà nổi tiếng nhất là bộ luật Hammurabi. Bộ luật Hammurabi là văn bản luật cổ nhất còn được bảo tồn tới ngày nay, được biên soạn bởi nhà vua Hammurabi, tất nhiên rồi, người trị vì vương quốc Babylon nổi tiếng trong thế giới cổ đại. Đây được xem là một sự tiến bộ của văn minh nhân loại trong ngành lập pháp thời đại đó. Tôi xin trích một đoạn để cho bạn thấy nó tiến bộ như thế nào. Nếu một đứa nhỏ trên cây té xuống đúng vào một đứa bạn của nó, làm cho đứa này chết, thì mẹ của đứa chết có quyền sai một đứa khác leo lên cây rồi buông tay cho rớt đúng đầu đứa phạm tội. Bởi vì có một ông vua cùng một bộ luật nghiêm khắc như thế, cho nên người Babylon rất sợ phạm tội. Họ không dám động tay động chân làm gì khác, ngoài việc cả ngày ngồi nhìn lên trời và đặt tên cho các vì sao, rồi lại lấy tên các vì sao đặt cho các ngày trong tuần. Các bạn thấy có rảnh không? Nhờ đó mà trong tiếng Anh mình có Saturday, thứ bảy, được đặt theo Saturn, sao thổ, Sunday, chủ nhật, được đặt theo Sun, mặt trời, hay Monday, thứ hai, được đặt theo Moon, mặt trăng, vân vân, và còn được sử dụng cho tới ngày nay, ngạc nhiên chưa? Babylon bây giờ chỉ còn là một đống đất đổ nát nằm ở Iraq, một phần trên đó thì đã dùng để xây biệt thự cho Saddam Hussein. Phải chăng việc xây nhà trên đất của vườn treo trong truyền thuyết là một điểm gở, dẫn đến hình phạt treo cổ dành cho gã độc tài này? Nhưng nơi này đã từng là một vương quốc hùng mạnh trong thời cổ đại, là nơi sinh ra nhiều nhân vật đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại. Một trong số đó là ông Abraham, ông tổ của các tôn giáo độc thần thờ Thiên Chúa mà tôi sẽ kể trong phần tiếp theo. Mời các bạn nghỉ giải lao trong giây lát. Cách trung tâm Babylon không xa về phía nam, có một thành phố cổ tên là Ur, là quê hương của người cha được tôn kính nhất trong lịch sử nhân loại, là tổ phụ của những tôn giáo độc thần thờ Thiên Chúa, Cơ Đốc, Kitô giáo và Hồi giáo, ông Abraham. Thế nhưng cũng giống như chúng ta, trước khi trở thành cha già của dân tộc, ông Abraham cũng từng là một người con và hơn nữa là một đứa con nghịch tử. Lưu ý, câu chuyện không dành cho các thanh niên nghiêm túc, hãy cân nhắc trước khi đọc tiếp. Abraham được sinh ra trong một gia đình có truyền thống buôn thần bán thánh, tức là bán tượng và các linh vật để thờ thần linh. Mặc dù vậy, từ khi còn bé, ông đã sớm ý thức được đây chỉ là những trò mê tín dị đoan. Trong một lần được bố giao cho trông coi cửa hàng, Abraham đã ngứa miệng quát vào mặt một ông lão đến mua tượng. Ông sống đến chừng này tuổi rồi mà còn đi thờ cúng mấy con hình nhân nhảm nhí này ư? Ông lão quá sừng sốt và bẽ bàng đã bỏ đi. Ông Terah, bố của Abraham, bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và không dám để cho Abraham bán hàng nữa, mà bắt ra trông coi đền, chỗ người ta mang lễ vật đến để thờ cúng. Lần này có một người phụ nữ mang đồ đến đảnh lễ, Abraham lại thấy khó ở và bảo với bà ta rằng đây chỉ là cái tượng vô tri, mặc dù có miệng nhưng không thể ăn được, và chỉ có những kẻ ấu trĩ mới mang đồ ăn tới và quỳ lạy nó. Sự ngông cuồng đó của Abraham không chỉ khiến bố mình phát điên, mà còn động chạm đến sự tự ái và lòng tự trọng của người dân thành Ur khi đó. Không còn ai chứa chấp, ông phải cuốn gói ra khỏi nhà và đi lang thang khắp nơi cho tới khi đến được vùng Canaan, khu vực thuộc Liban, Israel và Palestine ngày nay, theo lời chỉ dẫn của Thiên Chúa. Quả thật không có gì hợp lý hơn để bao biện cho một hành vi nông nổi bằng một lý tưởng vĩ cuồng. Mặc dù từng lớn tiếng phê phán sự mê tín dị đoan của những người đồng hương, nhưng sau này Abraham lại suýt nữa thì giết con trai của mình là Isaac để hiến tế cho Thiên Chúa. May mà một thiên sứ đã kịp thời can ngăn ông và nói rằng Thiên Chúa chỉ thử lòng quân tử vậy thôi. Việc dừng tay đúng lúc để không cắt cổ con trai mình, giống như đã tự cắt bao quy đầu để lập giao ước với Thiên Chúa, có lẽ là thành tựu lớn nhất của Abraham, hay đúng ra là của vị thiên sứ kia, để ông được lưu danh trong kinh thánh. Nhờ lần chết hụt đó mà Isaac, con trai ông sau này lấy vợ và sinh cho ông đứa cháu nội là Jacob, được đổi tên thành Israel, rồi 12 người con của Jacob đã lập thành 12 chi tộc, phát triển thành vương quốc Israel, tiền thân của dân tộc Do Thái ngày nay. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này.
Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.